Chào anh em nhá. Được nhiều chưa anh? Đây, đẹp thế nhỉ anh nhỉ? Mất được nhiều chưa anh ơi? Được nhiều lắm, mấy trăm bao rồi. Trên này đang bật nhỉ anh nhỉ? Trên này còn 20 người nữa. À vâng. Được nhiều chưa anh em ơi? Được 2 tạ rồi. Được khoảng 10 điểm thôi. Kéo đây. Đấy, đấy. Như kiểu kéo gãy cành người ta nhá. Cành này kéo không gãy được á. Cành là chủ nhà họ đền đấy. Ừ. Tôi lấy vài quả thôi. Họ đền là hết công luôn đấy. Lấy cả cành rồi này. Vứt dép xuống. Ấy à. Đâu mang cái bao ra đây anh em ơi. Hai vợ chồng vặt được nhiều chưa? Mấy tải rồi. Mấy tải rồi. Mai trời mưa đường trơn nhỉ. Mày dây được không? Thì nó được không? Dây là không. Dây không thì nó hết rồi. Ba đâu rồi? Thiếu dây rồi. Anh ơi. Ơi. Bao nhiêu tiền chỗ đấy mày chờ? Ở trên này. Ở dưới đấy có 50 bao thôi. Nhiều hơn ông nọ gấp đôi thôi. Đây thì anh cứ giảm mày 2 lít. Đồm của đứng lên. Anh đây. Anh chờ được à? Chờ anh ơi. Thở không thổi không nói được nữa. Sao cũng lại đi chân đất. Đây là đồ ngô này của nhà.
con này cái đồng nó thẳng hẳn. Đâu vừa đâu lên thế này giờ đi em ơi. Quả này được không? Quả này xấu quá. Không đông lên đây hả? Không. Cả bé. Nhà thụ kia rất nhiều hàng đồ gì. Cuối cùng chỉ có 30 phút đã. Có cái tổ ong đấy. Nhưng mà hết ong. Nó ấy thì thôi đừng lấy nữa, nó đốt cho đấy. Hết rồi. Ai dạ. Ai ai. Ai dô. Khổ rồi. Xe bé anh ơi. Mà chả cũng không mềm. Thôi bỏ đi đã. Đây để đây chứ mà. Cho xe đây à. Ừ. Xe nó áp sát đây. Đó, chỗ này mưa ở nhà không mưa tí nào luôn đấy. Thế bảo trên này nó to ấy. Ừ, đúng. Đó, chào cho tôi. Đúng là thế hả thuê? Ừ. Ra cho cây xăng, đổ lên 2 xe này đúng không? Thấy đống bưởi đấy, đỗ đấy rồi. Chào anh. Ừ. Đóng bưởi thế. Ông lên trên là thanh thắt, tặc. Mấy ba bài thôi, còn phải vác đi đằng trước này vất lên luôn ấy, cũng vất này có mà xếp mà mất. Cái này nó vướng đâu ấy. Ừ, mấy ba thôi anh nhất trí luôn, không kịp đâu. Xe không kịp đâu. Anh kéo đây. Khó đi lắm, xếp cẩn thận đấy. Cũng như dưới mình được bê tông đâu. Anh thanh với ba này. Ông làm xếp quen lên. Qua đi, đi là trước qua. Đẹp lắm. Ba là gì? Ba ba. Nhìn cái dê nó mà đâm quá này thì chả gì hết. Không. Biết thế rồi mang câu đi. Tại không ra được. Xếp luôn vào đi. Cũng kia rồi. Không ra được.
không ra được. Mời anh. Mời không? Nó còn cô ấy không? Mẹ thì hôm qua thì cắt con... Thế này anh đang lên đi đấy. Đúng rồi. Ông ơi đi tiến đi. Ông nổ máy tiến. Đúng rồi, ngoài bọn tôi phải vác cái đầu về đây kìa. Anh chú này còn khẻng lắm. Nhẳng lẻ lắm. Chú nhá, ông ta nữa. Ôi dồi, rất khẻ mắt luôn ấy. Các giờ này mới bắt đầu xếp buổi nên tận trong là thua của ai chơi đây hả? Gì đấy? Bay về. Đừng chết cho mà. Hả? Hàng ra tí. Hàng ra tí. Đầu trong. Đừng chết kéo à. Quang là cao, tốt. Đẩy vào con. Ở phần nưa không? Đẩy. Cũng đẩy. Cứ lưu phả cũng hơi kiêu ấy. Mẹ cái đứa yêu mà đập cho thật. Mẹ thằng Hào hiền thật đấy. Mình ra đấy hỏi nó là sao mà gì nóng thế, ai nó văng ra hết luôn. Nó cho ra hàng dỗ. Ở đâu 48 lên chân đằng trước không? Đấy, hộ đấy. Chỉ đứng ở trước cam rồi sau. Chỉ có một đau ở lõi. Dạ, không, đấy đi nó đẩy ra hay không ạ? Nó ra đấy nó đi xuống đi. Nó ra đây, ok. Để các bạn. Cho còn đủ hơn chục con. Ôi, để tiến xe xuống, phải văng được dốc à? Gì? Hết rồi. Đã, lên rồi. Đằng dưới đấy có bao này hết. Con người khỏe văng được dốc. Ủa luôn đây. Tiến xe kia đỡ được nửa đường luôn. Tụt. Ta là từ tháng rồi, từ trưa nay là không ăn được đấy. Bình án mỗi trên này cơ. Đây người cũng dài như bao hết. Em cũng ngon. Này, dỡ nó chuột. Mình vẫn còn sức khỏe sao thì nó yếu nó sợ. Ai xếp đâu? Đây quá nhỉ. Chưa qua xếp. Người chào lên xếp cái. Anh lên đi. Cô đoàn nhà lên nào. Em hạ xuống, em hạ xuống đấy. Hạ xuống.
anh chạy nha. Rồi bao quay ngang chứ. Thế quả thằng tới đây. Đi đi kinh. Ai à quan ra. Một lốt đi đấy. Đi chân chú ơi. Mày có mua hơn à? Có hai cái thôi. Có hai cái thôi. Chào. Để cho bao nhiêu. Ủa giỏ này lại thế? Giỏ này thầy lúc lại rồi. Chuyện vậy ạ? Lại. Sao này chuyển đi này chắc luôn rồi. Đó. Đến nữa đi. Đến nữa đi. Ây, cao đấy. Thế nhá. Nó đi ngoài bao nữa. Đâu chưa bao này nữa. Thôi, cho đứng đây, đứng ngoài đi đây. Đứng đi. Hết rồi. Mau.